244 nhặt một con gà và làm ầm ĩ vào buổi sáng. Xin cùng các bạn đi trên phố, cu cậu kể về các món ăn với trứng như trứng chiên, ốp la. Mà sao bảo xin đã kể trước đó rồi, cu cậu cảm thán mẹ keo kiệt nên không cho mình ăn nhiều. Bỗng một con gà từ đâu chạy tới kêu quắc quắc, mà sao thấy mà sợ quá còn xin phóng thích trứng đây rồi và đi về phía con gà. Mà sao vội can lại tránh xa nó đi đáng sợ lắm. Con gà bất ngờ mổ vào giữa mông Ma Sao làm cậu ta la toáng lên ôm mông nước mắt đầm đìa. Xin công nhận nó thật bạo lực, dạo này Ma Sao hay thấy nó ở quanh đây chắc nó chạy trốn khỏi nhà. Xin đoán đêm nó ngủ trên cây trong công viên nên chắc trứng được đẻ ở đó. Cu cậu tưởng tượng những quả trứng được chế biến tạo ra những món ăn trông ngon làm sao, thật tuyệt vời quá đi. Ma Sao lo lắng ăn nhiều trứng cơ thể sẽ bị đầy cholesterol nó. Xin không quan tâm nói mình sẽ trở thành siêu nhân trứng và sẽ biến nó thành thú cưng đẻ thật nhiều trứng rồi cu cậu vẫy nó tới đây nào. Con gà nhìn bộ dạng xin mà toát mồ hôi rồi bỏ chạy, cu cậu liền đuổi theo. Bo và Ma Sao nhìn mà bó tay với cu cậu luôn, xin và con gà dí nhau chạy vòng vòng. Bo ra tay bắt con gà lại, Ma Sao mang đến chiếc hộp để đựng nó vào trong. Xin mang chiếc hộp về nhà nhưng không thấy mẹ đâu, chắc mẹ ngủ rồi. Cu cậu mừng thầm định mang nó lên lầu giấu thì bất ngờ mẹ ló đầu ra hỏi xin làm gì vậy. Cu cậu giật mình vội giấu chiếc hộp, mẹ đi đến ngạc nhiên tra khảo có gì trong đó vậy. Xin toát mồ hôi chối không có gì, chiếc hộp đột nhiên di chuyển qua lại mẹ nghi hoặc là con gà ư, sao lại có con gà bên trong chứ. Xin chưa kịp giải thích con gà đã ló đầu ra, cu cậu vội ấn nó xuống, mẹ giành lấy chiếc hộp nhưng xin không chịu. Mẹ bực mình quát mau đưa, đây cả hai giành qua lại làm chiếc hộp rách toang, con gà bay ra bỏ chạy làm mẹ té ngã. Xin vội đuổi theo, mẹ cũng nhanh chóng đuổi theo. Con gà hoảng loạn chạy khắp nơi trong bếp làm đồ đạc đổ ẩm. Nó phá tan tành đồ trên bàn, mẹ bực mình vồ lấy nhưng hụt rồi. Mẹ tức lắm rồi nha, xin thấy nó thật cao thủ. Con gà bay lên ị một bãi lên đầu mẹ. Mẹ tức phừng phừng đỏ mặt, sẽ cho nó thành món gà nướng cho xem. Con gà chạy ra vườn rồi lao về phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Hai bên gườm gườm nhìn nhau, mẹ và xin đứng quan sát. Con gà vừa mới vỗ cánh kêu quắc quắc, Bạch Tuyết đã vội bỏ chạy vào nhà, đúng là nhát gan mà. Bạch Tuyết núp sau lưng Hima, mẹ và xin hoảng hốt chạy đến thì bất ngờ khi thấy con gà đang cúi đầu để im cho Hima nựng mình. Mẹ chụp lấy con gà đắc thắng, tối nay sẽ có món lẩu gà. Xin đang háo hức thì giật mình la lên không muốn mẹ làm thịt nó đâu, để nó đẻ trứng cơ. Nhưng sao mà đẻ được chứ, xin nhìn mẹ này nỉ hứa sẽ chăm sóc nó. Hima cũng nhìn mẹ này nỉ. Mẹ lạnh lùng từ chối, xin dưng dưng nói muốn có nhiều trứng để ăn, mẹ bỗng khựng lại suy nghĩ. Chiều về mẹ kể lại sự việc với bố, bố ngạc nhiên mẹ đùa à, lúc này xin đang cho nó ăn còn tâm sự hãy giúp mình đẻ thật nhiều trứng. Bạch Tuyết thì không vui chút nào vì mất chỗ ngủ. Đêm đến mẹ xuống bếp lấy trứng vì con gà không thể đẻ trứng được nhưng thấy xin mong chờ quá. Trời sáng cu cậu háo hức mang đồ ăn ra nhưng không thấy con gà đâu, bèn lo lắng hét toáng lên. Xin thất vọng đi vào, bố mẹ an ủi chắc nó vẫn ổn ở đâu đó. Xin đưa quả trứng ra nói nó đã để lại như một lời cảm ơn. Nó đã sinh được hai quả trứng, mẹ ngạc nhiên khi thấy quả trứng thứ hai này. Xin vui mừng trở lại, tối nay sẽ có món trứng chiên, mẹ thấy vui vì xin tươi tỉnh lại nhanh như vậy. Còn con gà lúc này vẫn đang ngủ trên cành cây trong công viên. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1099, P1 hóa trang cho thầy hiệu trưởng. Tại trường mẫu giáo, cô Ageo đang chơi đùa với học sinh ngoài sân thì đột nhiên thầy hiệu trưởng xuất hiện làm cô xanh sẩm hết mặt mày, ra là thầy muốn gặp cô một chút. Đang quay về phòng làm việc thì thấy một cô bé đang khóc lóc nên lại hỏi chuyện. Mà nhìn mặt thầy kinh dị quá, cô bé lại hét toáng lên. Nhanh chóng thông tin thầy hiệu trưởng dọa học sinh chết khiếp được loan truyền. Xin tò mò quá liền chạy ra ngoài hóng chuyện. Ngoài này thầy hiệu trưởng dỗ mãi mà cô bé Haruka vẫn không chịu nín, cô Ageo nghĩ là thầy nên vào trong. Mọi thứ cứ để cô lo, vậy là thầy hiệu trưởng lặng lẽ lui về phía sau. Mà sao thấy nhìn mặt thầy hiệu trưởng kinh dị thế kia ai mà không sợ. Đến cả cu cậu học ở đâu lâu rồi mà giờ nhìn thầy hiệu trưởng cũng rén ngang luôn. Thầy hiệu trưởng nghe mà đau lòng ghê, rồi thầy vào lấy gương soi lại diện mạo của mình, cũng đẹp trai phết chứ bộ. Sao mà ai cũng sợ như thấy ma vậy ta? Mấy cô giáo thấy hơi ghê, nhưng giả bộ làm lơ. Đột nhiên đám xin kéo đến, nè nè đoán chắc thầy hiệu trưởng đang buồn lắm. Nên xin có một lời khuyên, Kazama bảo xin vào vấn đề chính luôn đi. Là cậu bạn nghĩ nếu thầy lúc nào cũng mỉm cười thì chắc mọi người sẽ không hoảng sợ đâu. Nhưng thầy cũng cố cười rồi mà, Nene nghĩ thầy mà cười lên một tí là y như soái ca Hàn sảnh vậy đó. Nên cô bé hy vọng lúc nào thầy cũng toe toét. Thầy hiệu trưởng thấy khó quá, các cô giáo nghĩ là đám trẻ nói đúng đó. Mà sao bảo thầy cứ luyện cười thử xem để cả đám duyệt cho. Cô Yoshinaga nghĩ là vấn đề này thì cô sẽ giúp được. Đầu tiên thầy phải mở miệng, rồi kéo hai phần mép lên thật tự nhiên. Sau đó nheo mắt lại, thầy hiệu trưởng cũng bắt chước làm theo, nhưng mà hơi sai sai. Đám trẻ và các cô giáo nhìn mặt thầy lúc này mà xanh hết cả mặt, thấy không ổn lắm. Nene lại bảo thầy hóa trang thành gì đó để Haruka không sợ thầy nữa, thầy hiệu trưởng thấy cũng hay đó.
Vậy là Nene mượn bộ đồ trang điểm của cô Matsuzaka làm đẹp xinh xinh cho thầy. Thầy hiệu trưởng có vẻ bất lực lắm. Nhưng mà thôi, thử nghe xem có nên trò trống gì không. Bên này Kazama và Bo đang chuẩn bị áo cho thầy. Shin và Masao cũng vừa hoàn thành một chiếc tai thỏ xinh xắn sau một hồi làm việc cật lực. Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng được hóa trang thành một con thỏ già. Nene thấy cũng ra gì và này nọ đó. Nhưng sao nhìn mặt thầy mà Shin hơi lạnh gáy. Liệu Haruka có hết sợ không ta? Kazama thấy nghi ngờ lắm. Nene nghĩ là sẽ ổn thôi. Lúc này cô hiệu phó bê trà vào nhìn thầy hiệu trưởng trong bộ dạng này mà đứng hình luôn. Hoảng quá cô làm khay trà rơi xuống đất rồi cho thầy một trận. Hôm sau thầy hiệu trưởng ra đường với bộ mặt tan nát làm ai cũng hoảng sợ. Tự nhiên Shin mò đến hỏi thầy đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa chưa. Mấy chị gái nghe sợ quá chuồn luôn. Thầy thấy Shin mà chào vậy là toang thầy mất. Mà Shin không biết cô hiệu phó có nghĩ thầy là thỏ không ta. Thầy không biết nhưng nhìn thấy trông cũng đáng yêu phết. Shin thấy vậy là đáng yêu dữ chưa. Mà thầy đang đi đâu vậy ta? Ra là thầy muốn đến nhà Haruka để hỏi lý do tại sao cô bé lại sợ thầy đến vậy. Đột nhiên hai thầy trò nghe tiếng hét thật thanh. Vậy là cả hai hoảng hốt chạy tới thì thấy Haruka đang bị một con quạ tấn công. Xin thấy mặt con quạ này y hệt thầy hiệu trưởng trường vậy luôn. Thầy hiệu trưởng nhìn lại thì thấy cũng giống thật, nhưng nó có vẻ hung dữ hơn. Rồi thầy gọi cô bé Haruka qua bên thầy. Nhưng nhìn mặt thầy là cô bé đã sợ rồi chứ nói gì qua, xin nhìn có thấy sợ gì đâu. Mà con quạ ghê quá nên cô bé cứ lùi ra sau, ra là nó đã từng lấy bánh của cô bé. Giờ thì thầy hiệu trưởng mới biết là mỗi lần nhìn thấy Haruka lại nghĩ đến con quạ này nên mới sợ hãi như vậy. Nên thầy quyết tâm sẽ đuổi được con quạ đi, nói rồi thấy lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí. Vậy là nó sợ quá chuồn luôn, xin thấy quả là bang chủ có khác. Ngầu như trái cầu luôn, còn Haruka thì vui sướng ôm chầm lấy thầy hiệu trưởng. Vậy là hôm sau, Haruka đã vui vẻ chơi với các bạn, nhưng lần này lại đến Sun. Cậu bé này nhìn thầy hiệu trưởng mà thì cứ khóc ré lên. Nene nghe giang hồ đồn gần nhà cậu bạn này có một con chó rất hung dữ, mà mặt nó lại y hệt thầy hiệu trưởng luôn. Thầy hiệu trưởng nghe mà hoang mang ghê. Xin nghĩ chắc thầy phải lên lịch tiêu diệt con chó đó lấy lại danh dự thôi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 126 phần 1 bóng tối là niềm vui. Một buổi tối yên bình được điểm xuyến bằng một tiếng sét kinh hoàng. Mẹ đang nướng cá xịt khói, muốn gắp cá ra mà không có đĩa, muốn nhờ thằng con trai yêu lấy hộ mà Shin lại luyện công phu lấy chân đọc báo. Mẹ cố gắng dùng lời hay ý đẹp để dụ dỗ Shin nhưng cu cậu không chịu lấy hộ. Cu cậu còn đưa ra cái lý do trên trời mà không biết bà già đang đứng sau lưng. Hai mẹ con lại chơi trò mèo vờn chuột, Shin cả cuống lấy súng đồ chơi bắn mẹ. Mẹ không trúng đạn nhưng vẫn giãy giụa rất thật tình. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại tinh thần đuổi Shin chạy té khói. Vừa bắt được Shin thì bóng tối bao vây mẹ vấp vào bàn đau chân mà Shin còn châm chọc. Cô cậu lấy súng laser bắn mẹ rồi đố anh bắt được em. Mẹ chụp cổ Shin lại luôn, này thì đố tuy không nhìn thấy gì nhưng khá là đau. Hai con cá mẹ nướng chuyển từ mùi thơm sang khét lẹt rồi mẹ bật hút khói nhưng không có động tĩnh gì, nhớ đến nồi cơm thì cũng toàn nước. Xin thấy trầm trồ ngoài trời tối thui, mẹ nghĩ chắc là bị mất điện do tiếng sấm sét vừa nãy rồi. Xin nhảy nhót khoái chí, mẹ thấy vui vừa thôi chứ không được xem mặt nạ siêu nhân đâu. Xin vẫn ngây ngô không hiểu lý do tại sao thì mất điện thì sao mà coi tivi được, xin lại nghĩ là coi băng cũng được. Mẹ không biết nãy giờ nói nó có hiệu được chữ nào không biết. Dưới ánh lửa nhập nhòe của cái bật lửa, mẹ tìm mãi không thấy đèn pin đâu hay nó ở trong tủ quần áo. Mẹ đã đánh hơi được hành tung của Xin, nói cu cậu đừng bày trò nghịch trong tủ. Mẹ mở tủ ra thì thấy thằng con rời đánh đang kẹp đèn pin vào mông chơi trò đom đóm. Sao mẹ lại biết được, tao đẻ ra mày mà. Mẹ đóng cửa nhốt Shin, chiều lòng cho Shin ở đấy luôn đừng ra nữa. Shin hốt hoảng chạy ra nhưng mẹ dứt khoát đóng cửa lại không cho cu cậu thoát ra ngoài. Mẹ thái rau thoăn thoắt, Shin đứng bên cạnh dọi đèn pin, mẹ đang tay thái lia lịa thì Shin lại quằn quại cu cậu muốn đi vệ sinh. Mẹ nói đi thì đi chứ mắc gì, nhưng Shin lại sợ bóng tối. Mẹ cho cu cậu cầm đèn pin đi luôn, Shin chạy đi nửa đường lại vòng lại muốn mẹ dẫn đi còn lâu nha cưng. Nồi cơm đã sôi, mẹ thấy thỉnh thoảng nấu cơm bằng nồi cũng thú vị, dễ như ăn kẹo sôi rồi chỉ cần vặn nhỏ lửa. Sao Shin chưa vào, mẹ lọ mọ đi tìm, mở cửa nhà vệ sinh đang lấy đà hét vào mặt Shin thì trống trơn. Mẹ men theo tường đi tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Shin đâu. Mẹ lục tìm nến trong tủ nhưng đứng chênh vênh quá, cái ghế đổ làm đống chăn đè mẹ muốn tắt thở. Shin từ đâu xuất hiện cầm đèn pin dọi vào mặt mẹ, cu cậu thắc mắc mẹ đang phá hoại cái gì ở đây. Mẹ nên hỏi Shin đi đâu mới đúng chứ. Shin đi ra ngoài để dẫn Bạch Tuyết vào nhà vì sợ nó sợ tối. Lý do chính đáng nên lần này mẹ tha, ngọn nến đã được thắp lên, Shin thấy nó thật kỳ diệu. Từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi của bố. Bố hỏi hai mẹ con có sợ không, chưa kịp trả lời thì một tiếng rầm chắc là đau lắm. Hai mẹ con chạy ra thì thấy bố té sấp mặt. Bố hỏi thăm hai mẹ con có sao không, mẹ nên là người hỏi bố có sao không mới đúng. Bố với Shin ngửi thấy mùi khét, mẹ hớt hải chạy vào mà cầm luôn cả cái nến đi vào luôn, làm cả nhà tối om. Một buổi tối lãng mạn bên ngọn nến, Shin còn tưởng tượng ra khung cảnh giống cắm trại.
Bố cảm thán lâu lâu ăn tối như thế này cũng tốt. Xin dẻo miệng khen mẹ xinh gái quá, mẹ vui cười hô hố. Đang vui thì điện trong nhà nhấp nháy rồi sáng lên. Bố nghĩ là sự cố sét đánh đã được khắc phục. Đèn sáng nên xin thấy mẹ không xinh nữa rồi. Đang bực bội thì bố lại thấy cơm vừa cháy vừa khét. Mẹ đổ tội cho sự cố mất điện nhưng bố thấy còn con cá này thì như thế nào là món cá bóng đêm ư. Nhưng mẹ cảm thấy nó vẫn rất ngon, mẹ giơ tay tắt điện, vậy là tối om mẹ vừa đẹp món cơm vừa ngon. Vậy là cả nhà ăn tối trong cảnh không có điện. Bố với Xin lắc đầu ngao ngán với sự bá đạo của nóc nhà, không ai dám kêu cầu nào nữa.